Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và biết phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần tính chất vật lý của kim loại. Được đúng nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần hai la mã. Đó chính là tính chất hóa học. Và phần này là cực kỳ quan trọng em nha. Tại vì khi chúng ta nắm được tính chất hóa học của nó rồi á thì chúng ta sẽ biết được phương trình phản ứng, biết được sản phẩm nó ra tạo ra là gì. Có đúng không nào? Từ đó chúng ta mới làm được bài tập về phần hóa học em nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần thứ nhất, phản ứng của kim loại với phi kim. Ở đây thầy thấy có một cái câu hỏi của cái câu hỏi số 4 là người ta yêu cầu em là viết các phương trình hóa học minh họa một số tính chất hóa học của kim loại mà em biết. Như vậy thì chúng ta đã biết là kim loại á thì nó sẽ tác dụng với phi kim. Phi kim ở trong đây chúng ta phải chia ra, đó chính là oxy, và ngoài oxy ra thì gọi là phi kim khác. Nếu mà tác dụng với oxy á thì ở đây nó sẽ tạo thành là oxide, nhớ sản phẩm nó là như vậy. Còn nếu mà tác dụng phi kim khác á thì nó sẽ tạo thành muối nha. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Đó, ví dụ như sắt tác dụng với O2 thì tạo thành Fe3O4, ví dụ thế. Hay là sắt cộng với clo. Ví dụ này, ta phải phân biệt cùng thầy hai phương trình đây, chứ một số bạn á là sẽ bị nhầm lẫn cái phương trình này này kia này. Cái thằng sắt á, đụng tới thằng sắt là nó khá là phức tạp. Tại vì sao thầy nói phức tạp? Tại vì sắt nó có hóa trị 2 và hóa trị 3, nghĩa là sắt nó có hai hóa trị 2 với hóa trị 3. Các bạn hay hỏi thầy là khi nào, nếu một kim loại ví dụ như đồng với sắt, nhưng mà chủ yếu là người ta gặp sắt nhiều hơn là đồng trong quá trình làm bài tập á, thì thằng sắt này rất là hay gặp. Thì tùy theo cái hợp chất và nguyên tố của nó, khi nó tác dụng để nó tạo ra là hóa trị 2, hóa trị 3 thì tùy em nha. Ví dụ này, nếu mà sắt cộng với clo thì tạo ra cái gì? Sắt tác dụng với HCl thì tạo ra cái gì? Em nhớ này, nếu sắt cộng với clo thì nó sẽ tạo thành nó chính là sắt 3 em nha. Đó, muối sắt 3. Còn nếu như mà sắt cộng với HCl thì nó sẽ tạo thành muối sắt 2 và giải phóng khí hydro ở đây. Nghĩa là nó thế chỗ vị trí hydro này, tại vì sắt này nó mạnh hơn hydro. Qua cái bài tiếp theo, bài 16, chúng ta học về dãy hoạt động của kim loại thì chúng ta sẽ nắm được chưa nào. Như vậy thì ở đây sắt, nếu phương trình phản ứng này người ta công bằng đây là 2, ở đây 2 và ở đây là 3 là đủ. Còn thằng này người ta công bằng đây là 2 là đủ. Nhớ là như vậy. Hydro này giải phóng khí hydro bay lên này. Đó, cái hiểu thế. Và nhiều kim loại thì đây nó tác dụng với axit này, tác dụng phi kim, đây là muối này, đây là muối giải phóng khí hydro này. Hiểu chưa? Một số cái kim loại nó mạnh hơn kim loại khác, nó đẩy ra khỏi muối em nha. Nghĩa là sắt nó mạnh hơn thằng đồng thì sắt này nó sẽ đẩy thằng đồng ra để nó kết hợp để tạo thành là FeSO4 cộng ở đây là Cu. Cu này có màu đỏ này, nghĩa là cái màu cái anh đồng này thoát ra anh sẽ bám trên cái đinh sắt. Đã hiểu đấy. Hoặc là một số kim loại kiềm nó có khả năng tác dụng với nước để tạo thành bay, nghĩa là bay dơ á, bay dơ cộng với khí hydro. Cái này là tác dụng ở trong điều kiện thường luôn nha. Nếu như chúng ta bỏ cái viên natri vào nước, nó sẽ xoay và cái viên natri nó sẽ tan dần và có hiện tượng suối bọt khí lên này em này, nghĩa là đó chính là khí hydro á. Được chưa? Ok chưa? Thì thầy cũng nhắc để mà chúng ta nắm được một số cái, tại vì đáng lẽ cái câu này phải là để câu cuối cùng, sau khi chúng ta học hết tính chất hóa học rồi á thì chúng ta mới tổng hợp lại. Nhưng mà ở đây người ta đã hỏi trước thì thầy cũng đưa ra luôn cho các em nha. Câu số 4 này, thế giờ sao em? Người ta hỏi thì thầy cũng sẽ trả lời cho các em nhé. Đó, thường nó sẽ thường có 5 cái tính chất như vậy, 4 nhưng mà thành 5. Tại vì chúng ta khi tác dụng phi kim thì chúng ta phải chia ra một cái là oxy và một cái là khác oxy. Nếu mà oxy thì tạo thành là oxide, còn nếu mà khác oxy thì tạo thành muối. Các em hiểu chưa? Ví dụ tác dụng clo hay là lưu huỳnh thì nó sẽ tạo thành muối em, chứ không phải là tạo thành oxide. Nhớ là như vậy. Ok chưa? Được không? Rồi, thầy sẽ lấy câu trả lời nha. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái trình tự này. Phản ứng của kim loại với kim là tác dụng oxygen này. Ở đây người ta cho magnesium cộng oxygen tạo thành oxide này, tạo thành magnesium oxide MgO này.
Magie thì nhớ nó có hóa trị 2 nha. Đừng hỏi thầy bữa nay tại sao có số 2 hay không có số 2, là chúng ta phải xem lại chương trình lớp 7, lớp 8 ấy, đặc biệt chương trình lớp 7 mà chúng ta lập công thức khoa học khi mà chúng ta biết hóa trị nha. Nhiều kim loại khác như là canxi, sắt đồng cũng phản ứng với oxy tạo thành là oxy, trước đây gọi là oxit ấy nha. Phần đấy chúng ta ghi dùm thầy chỗ đó. Tác dụng với phi kim khác thì nó sẽ tạo thành muối này, tạo thành muối nha. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là quan sát ở hình 15.6. 15.6 là ở đây nè. Nghĩa là natri cộng với clo. Các em thấy phản ứng mạnh liệt không? Phản ứng mạnh liệt không? Tạo thành muối này. Sau phản ứng tạo thành muối này, đây là muối này. Đây chính là muối. Tóm lại. Kim loại nè, kim loại cộng với oxy, oxy thì tạo thành, đây chính là oxy. Mà nếu mà kim loại cộng ở đây với phi kim khác, khác oxy á, phi kim khác oxy, như là ví dụ như là clo hoặc là lưu huỳnh rồi đó, thì đây sản phẩm đây sẽ tạo thành là muối. Em nhớ là như vậy thôi. Đây cái câu này nè, thì tóm tắt như vậy cho chúng ta dễ hiểu nhất. Em hiểu chưa? Riêng cái thằng thủy ngân thì rất là dễ bay hơi và rất là độc. Vào khi mà chúng ta vào phòng thí nghiệm á, thì chúng ta không được đùa giỡn với thủy ngân thôi nha, coi chừng bị mắc các kiểu ha. Ở đây thì thầy trả lời cho các em câu hỏi số 5. Thực chất ở đây đã có rồi này. Natri nghĩa là sodium nóng chảy phản ứng mạnh liệt với khí clo để tạo thành muối natri cloruro. Bữa nay natri từ rua thì thế bằng chữ rành. Đây đọc là natri cloruro, bữa nay là đọc là sodium chloran. Chloran rình. Đọc. Thầy chán cái chương trình mới này về cái cách phát âm nghe. Lúc thì aluminium, lúc thì nhôm, lúc thì iron, lúc thì sắt. Chả hiểu đường nào mà mò nghe mà. Lúc thì tây, lúc thì ta, tùm lum hết. Chán. Rồi, chúng ta sẽ cái phản ứng của thủy ngân hả? Ở đây cần làm cho em cái này chứ. Viết phương trình học xảy ra thủy ngân với lưu huỳnh. Đây nghe. Câu số 2 này. Thầy quên đưa cho các em hả chứ. Đó. Rồi, ok. Ta sẽ đi sang ở phần 2. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit. Nhớ này. Ngày mai á, thầy nói cái bài sau á, cái bài sau thì chúng ta mới học được cái giấy hoạt động hóa học của kim loại. Nhưng ở đây thầy đưa trước này, để tác dụng axit thì em lưu ý cái chỗ hydro này. Những cái anh mà kim loại, ví dụ magie, nhôm, kẽm, chúng ta hay gặp mấy này trước này, magie, nhôm, kẽm là ba thằng này cực kỳ hay gặp với lại sắt 2 này. Thì nó đứng trước hydro thì anh sẽ đẩy hydro ra trong dung dịch axit. Còn ví dụ như đồng, sắt có hóa trị 3, bạc. Chủ yếu là đồng với bạc với sắt có hóa trị 3 hoặc là vàng hay là thủy ngân thì nó yếu hơn hydro, nghĩa là nó nằm ở phía đằng sau này. Nó nằm phía đằng sau nên là anh không thể nào mà đẩy hydro ra được, nên là không xảy ra phản ứng. Ví dụ như là Cu, ví dụ như này, ví dụ như là người ta cho là ví dụ Cu cộng HCl thì cái này là không xảy ra phản ứng nhé, không xảy ra phản ứng. Tại vì sao? Tại vì thằng đồng này này nó yếu hơn hydro đây, nên nó không đẩy được hydro đây ra khỏi cái dung dịch axit ở đây. Hiểu chưa nào? Chúng ta dựa vào cái dãy điện hóa của kim loại. Từ cái dãy này chúng ta vào cái bài 16 chúng ta sẽ được học nha. Ok, tao hiểu như vậy có lý do các em. Thì ở đây á, nhôm là người ta đây lấy nhôm tác dụng HCl tạo thành AlCl3 cộng hydro, nghĩa là nhôm ở đây nó đã đẩy hydro ở đây, nó đẩy hydro đây để nó ra ở đây, hydro ở đây và nhôm nó kết hợp đây để tạo thành ở đây là muối này, muối nhôm này. Các em hiểu chưa nào? Nó có thể tác dụng với HCl hoặc là H2S4. Ở đây có từ lỏng em nha, có từ lỏng. Ví dụ như cái thằng đồng á, anh không tác dụng được với H2SO4 lỏng, nhưng mà cái anh đồng này anh lại tác dụng được với H2SO4 đặc nóng em nha.
Thì cái sản phẩm ở đây á thì nó tạo thành là COSO4 cộng với SO2 và cộng với nước, nếu ở thằng này là đặc nóng, còn thằng lỏng thì nó không xảy ra phản ứng giống như ở trên đây. Chúng ta phải lưu ý đây là những phương trình nâng cao lên rồi, thầy cũng viết ra để chúng ta hiểu nha. Nó phải có ghi từ lỏng đây này, từ anh HCL thì không cần phải ghi từ lỏng, nhưng mà H24 phải ghi lỏng hay là đặc nóng, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần phản ứng kim loại với dung dịch muối. Các em thấy đinh sắt không? Cái đinh sắt này cho vào dung dịch, ở đây thằng này là sắt là Fe nè, thằng này đây chính là COSO4 nè, ban đầu có màu xanh này, chúng ta cho cái đinh sắt vào đây. Khi đó chúng ta thấy là cái màu, để ý cái màu của COSO4 này, ở đây màu xanh rất là đậm, bây giờ ảnh nhạt dần, thấy chưa? Các em thấy đinh sắt nó sẽ có bám ở đây là màu đỏ nè, đây chính là đồng màu đỏ này, nghĩa là cái thằng đinh sắt này nó tác dụng với thằng này, đúng không? Anh sinh ra đây là muối, muối của sắt cộng với đồng, thì cái thằng đồng kết tủa màu đỏ này này nó sẽ bám hết trên đinh sắt này đó. Các em nhìn trên hình là các em thấy rất là dễ hiểu, thì giáo viên ở trên trường sẽ làm thí nghiệm cho các em, nhưng mà nhìn trên hình này đã giải thích được rồi. Thứ nhất, cái màu xanh này nó sẽ nhạt dần này, và cái đinh sắt này khi tác dụng với đồng sunfat thì sắt này nó sẽ đẩy đồng ra, và đồng này, tất cả cái lượng đồng này nó sẽ bám trên cái đinh sắt, làm cho cái đinh sắt này có một cái lớp màu đỏ, đó chính là đồng đã bám hết trên đinh sắt này, hiểu chưa? Đó, ok, rất là dễ luôn nha. Đây, nói dễ thì dễ mà khó cũng khó em nha. Môn hóa mà các em không có kiến thức cơ bản tốt á là nó giống như bị mù luôn các em nha. Thầy nói với em là thấy vậy cho lên chương trình phổ thông á, hóa riêng nha, sinh riêng, lý riêng, chứ không phải chung giống như trung học cơ sở đâu nha, được chưa? Đó, phương trình phản ứng nè, nghĩa là thằng sắt này sẽ đẩy thằng đồng vào đây, tại vì thằng đồng yếu hơn sắt, nhớ lại như vậy. Tiếp tục này, rồi thằng này giải thích rồi, ở đây người ta yêu cầu em là viết phương trình hóa học của phản ứng cho kẽm này, kẽm là zinc tác dụng với oxy, ba cái kẽm tác dụng oxy, rồi kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 lỏng này, rồi kẽm tác dụng với lại đồng sunfat này, để chúng ta tổng hợp nãy giờ chúng ta được học những cái gì. Nếu mà kẽm kim loại tác dụng oxy thì tạo thành sản phẩm là oxide, đúng không? Thì thằng này tạo thành oxide, kẽm hóa trị 2, oxy hóa trị 2 thì tạo thành ZnO, ta cân bằng ở đây là 2 và đây là 2. Còn kẽm tác dụng với acid thì tạo thành muối giải phóng khí hydro, đó hydro ở đây giải phóng lên. Kẽm tác dụng này thì nó sẽ đẩy thằng đồng ra, đẩy thằng đồng ra và thằng đồng này nó kết tủa này, đó. Hai phương trình này và phương trình đây là nó tự cân bằng rồi, được chưa nào? Thấy rất là rõ phải không? Được chưa? Nếu không rõ nữa các em sẽ thấy ở đây. Ok, thì phần này chúng ta sẽ ghi thầy ở chỗ này nè. Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn, trừ các kim loại kali, natri, canxi, có thể đẩy được kim loại ở mức độ hoạt động hóa học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối, tạo thành muối mới và kim loại mới. Nhớ là như vậy. Nghĩa là gì? Ở đây chúng ta nhớ này, kim loại cộng ở đây là muối, thì ở đây sản phẩm là kim loại mới cộng muối mới. Và nhớ, để mà xảy ra được phản ứng này thì nó phải có điều kiện nha, gọi là phản ứng trao đổi. Cái điều kiện nó phải có khí sinh ra, hoặc là có chất kết tủa. Chất kết tủa ở đây ví dụ như ở đây là kết tủa, ở đây đã chính là thằng đồng có mũi tên đi xuống này. Cái dấu này là cái dấu mũi tên này đi xuống là thể hiện là kết tủa, còn cái dấu đi lên này thể hiện là khí này. Ví dụ thằng này là khí, còn thằng này là kết tủa này. Chứ nếu mà cái sản phẩm của nó mà không có khí kết tủa thì cái phản ứng đó nó sẽ không xảy ra các em nha, nó không xảy ra. Nhớ là như vậy, người ta gọi là phản ứng trao đổi nha. Người ta đi sang phần 4, phản ứng với nước. Một số kim loại như kali, natri, canxi, đây người ta gọi là kim loại kiềm này các em này.
kim loại kìm. À, người ta hay gọi nó là kim loại kìm. Tại sao nó có tên gọi là kim loại kìm? Tại vì khi mà những kim loại này tác dụng với nước ở điều kiện thường, các kim loại kali, natri, canxi tác dụng với nước ở điều kiện thường thì nó sinh ra kìm, nghĩa là sinh ra bay, nghĩa là bao nhiêu, trong đó sẽ có OH, ví dụ như là NaOH hoặc là CaOH tất cả hai lần, hoặc là KOH. Cái này người ta gọi là các dung dịch kìm, nên người ta mới ví các thằng này, những anh này người ta gọi là kim loại kìm là như vậy. Kim loại kìm nghĩa là khi tác dụng với nước nó sẽ sinh ra kìm theo phương trình phản ứng này, ví dụ natri. Các em hiểu chưa? À, nhớ là ở đây nó sẽ phản ứng mạnh liệt ở trong nhiệt độ là điều kiện là nhiệt độ thường để tạo thành hydroxide. Hydroxide đây chính là kìm và giải phóng khí hydro đó. Ta nhớ là như vậy, được chưa? Ở đây người ta yêu cầu em là giải thích vì sao thực phẩm có chất chua không nên đựng trong đồ dùng bằng kim loại mà nên đựng trong đồ dùng bằng thủy tinh, sàn hạt sứ. Cái vị chua thì thường là axit. Cái vị chua là axit. Axit này chính là chua mà tác dụng với kim loại thì nó sẽ xảy ra phản ứng. Cái hiểu không? Nó sẽ xảy ra phản ứng ngay. Nên người ta không, khi mà đã vị chua thì người ta không nên đựng, thường là các cái anh này đựng trong cái đồ dùng mà kim loại là không đây, mà dùng các cái vật. Tại vì khi mà nó sinh ra như vậy thì nó rất là độc, nên người ta chỉ đựng ở trong thủy tinh hoặc là sành sứ các em nha. Đây các em. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở trang tiếp theo nha. Clip này chúng ta sẽ học cho nó xong ở cái bài này luôn. Hơi dài nhưng chúng ta cố gắng. Chúng ta yêu cầu cái là một số kim loại như kẽm và sắt tác dụng được với hơi nước ở nhiệt độ cao, tạo thành ở đây là oxide và khí hydro. Nhưng mà nó khó xảy ra các em, đều biết như vậy, nhưng mà những phương trình này cực kỳ khó xảy ra nha. Nhiệt độ cao á. Chúng ta cũng thể ghi vô để chúng ta nắm bắt thông tin. Chúng ta sẽ đi sang phần 3, sự khác biệt tính chất của một số kim loại. Một số kim loại quen thuộc trong đời sống như nhôm, sắt, vàng là sự khác biệt tính chất không? Chúng đây người ta so sánh này, nhôm này, sắt này, vàng này, thì ở đây người ta muốn yêu cầu là so sánh sự khác biệt về tính chất không của nhôm, sắt, vàng. Thì ở đây người ta đã ghi sẵn này, nhôm này, ở đây là sắt này, và đây chính là vàng này. Được chưa? Thì thực chất bây giờ thầy thống kê lại thôi, kể cái bảng so sánh cho em này. Đây, khác biệt trong tính chất vật lý này. Đó, được chưa? Chúng ta thì bấm dừng màn hình và kể là cái bảng này vô để chúng ta so sánh ba kim loại nhôm, sắt với lại vàng. Hiểu chưa? Được không? Chúng ta thấy rõ nè. Rồi, để chỉnh lại cho nó rõ nha. Rồi bấm vô màn hình là đi, ghi thầy cái tính chất vật lý trước. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Đây là tính chất vật lý nha, tính chất hóa học này. Rồi tiếp tục tới phần ứng dụng. Rồi, ok. Được chưa? Về phần tìm hiểu thêm. Vào khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, người nguyên thủy đã phát hiện ra một vật liệu mới để chế tạo công cụ khí. Rồi, đó là đồng. Đồng, Cu ha. Em hãy tìm hiểu quá trình con người phát hiện ra đồng. Thì cái này thì chúng ta có thể dựa trên mạng Google để chúng ta xem các thông tin. Vâng, thì ở đây chúng ta có thể tham khảo thông tin sau đây. Đó. Thank you.
Rồi. Về phần cái mục em đã học, chúng ta ghi vô để chúng ta học nha. Dạ thôi, như vậy thì cái bài 15 là có hai tiết như vậy, nó hơi dài nhưng mà nó khá là quan trọng ở cái phần tính chất hóa học của kim loại. Thầy cũng chúc cho em học tốt, nhớ chia sẻ bài giảng giúp thầy, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông. Còn về phần toán học thì đã có đầy đủ rồi các em nha. Các em cứ vào trong kênh và vào danh sách phát. Các em muốn học toán đại hay toán hình hay là khoa học tự nhiên thì chúng ta cứ vào để chúng ta xem và tham khảo các em nha. Cảm ơn các em đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng thầy và cô. Chúc em học tốt. Bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.